Thưa quý vị, liên quan đến vụ xe tải gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong xảy ra vào ngày 4 tháng 6 vừa qua trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Hòa Bình, đại diện phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, qua kiểm tra trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đã cho thấy kích thước thực tế của lòng thùng xe tải cao so với thông số kỹ thuật ban đầu 1,13m. Theo đó, thực tế, tại hiện trường sau tai nạn, xe tải gây tai nạn có chiều dài 6,78m, rộng 2,31m và cao 1,85m. Trong khi đó, theo giấy chứng nhận đăng kiểm, xe tải này được phép chở 2 người, được chuyên chở 13,1 tấn. Lòng thùng xe có kích thước chiều dài 6,5m, rộng 2,3m, cao 72cm. Như vậy, thùng xe thực tế dài hơn 28cm và cao hơn 1,13m, chiều cao cơ nới gấp 2,5 lần so với chứng nhận đăng kiểm. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo vấn nạn xe quá khổ quá tải đang lộng hành khắp các ngã đường tại Việt Nam, đồng thời báo động tình trạng xe quá tải quá khổ gây tai nạn giao thông làm chết người. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, một người bị thương xảy ra ở Hòa Bình vào chiều ngày 4 tháng 6 như chúng tôi đã nêu ở trên, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, nhanh chóng đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định để làm án điểm về xe chở quá khổ quá tải gây tai nạn chết người. Cùng với đó cần tăng cường xử lý các vấn đề liên quan tới vấn nạn xe quá khổ quá tải trên địa bàn. Ngày 5 tháng 6, trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một xe buýt đang di chuyển. Mặc dù đèn báo hiệu tại khu vực vòng xoay đã chuyển sang màu đỏ, nhưng tài xế vẫn cố tình tăng ga để vượt. Đáng chú ý là thời điểm này có rất nhiều xe lưu thông. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bức xúc trước sự xem thường tính mạng của các hành khách và những người tham gia giao thông trên đường của tài xế xe buýt. Được biết, xe buýt có biển kiểm soát 51B-23275, chạy tuyến số 8 bến xe quận 8 đại học quốc gia của hợp tác xã vận tải xe buýt quyết thắng đại diện trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đang yêu cầu hợp tác xã vận tải xe buýt quyết thắng vào cuộc xác minh làm rõ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, tăng sự kết nối liên tỉnh và góp phần hạn chế xe cá nhân, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất bổ sung 12 tuyến xe buýt. Trong 12 tuyến này có 4 tuyến xe buýt có sức chứa nhỏ, phù hợp với đặc thù đường giao thông thành phố là mật độ phương tiện xe cá nhân cao và nhiều tuyến đường nhánh hiện nay chưa bố trí xe buýt lưu thông. Xe buýt nhỏ này sẽ góp phần tăng mật độ mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố, giảm ùn tắc giao thông và xây dựng văn minh đô thị. Đồng thời, Sở cũng xin bổ sung 4 tuyến xe buýt liên tỉnh liên kề. Việc có thêm nhiều tuyến xe buýt hoạt động với các tỉnh liên kề đã cơ bản sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.